chưa làm đó. Rồi, như vậy thì chúng ta phân tích cái đề để cho nó trở thành một cái cơ sở dữ liệu ở mức khái niệm trước. Như vậy mức khái niệm của chúng ta là đây nó giống như là một cái bảng mà một bạn đi lấy thông tin khách hàng về. Vậy bây giờ dựa trên cái bảng này chúng ta sẽ phân tích cái gì? Vậy trước tiên là các bạn sẽ đưa ra cái quy trình bước 1 của chúng ta để phân tích được thôi tập trung đi mấy bạn ơi, tập trung đi. Như vậy để mà phân tích được một cái bài toán thì bước 1 các bạn sẽ tìm cái gì ta, tìm cái gì trong cái bảng mà người ta ghi về. Tìm các danh từ mô tả yêu cầu mà mình có thể xem là thuộc tính hoặc là thực thể thì mình lấy nó ra. Đó, thuộc tính hoặc thực thể mình lấy nó ra, mình liệt kê hết ra. Sau khi mình liệt kê rồi thì mình sẽ qua bước 2 là mình sẽ gom o đúng không, gom nhóm các danh từ mà mình đưa ở bước 1 á, ở bước 1 thành danh từ có liên quan với nhau. Như vậy chúng ta là bước 1. Bài này hôm trước mình cũng đã phân tích rồi đúng không? Bước 2. Và sau khi mà chúng ta có các cái liên quan với nhau thì chỗ này chúng ta không có ra thêm một bước mà chúng ta sẽ chọn một từ hoặc cụm từ để làm gì? Đặt tên cho gì mấy em? À đúng rồi, đặt tên cho thực thể. Tức là mình gom các cái yếu tố mà giống giống nhau, liên quan nhau thì đặt tên một thực thể. Sau đó đến bước 3, mình sẽ tìm lại trong cái cơ sở cái thông tin á, tìm trong thông tin các mối liên hệ chỗ này để mình tạo quan hệ trong ERD. Được chưa? Mình tìm. Sau đó bước 4 thì mình chuẩn hóa ERD của mình. Chuẩn hóa thì nếu như mình thấy mà nó có hai cái khóa chính mà nằm trong cùng một thực thể thì tách nó ra. Mình thấy có quan hệ nhiều thì mình xem thử có nên tách ra thực thể khác không. Mình thấy có quan hệ một như lúc nãy mà có quan hệ đôi á, giữa hai thực thể thì mình có nên tách ra thêm bảng nữa không. Thì đó là những cái mà chúng ta chuẩn hóa. Đấy à? Như vậy đây là 4 bước cơ bản để chúng ta hình thành một cái ERD. Vậy đối với cái bài của mình thì các bạn cũng nên làm một cái bảng Excel. Làm một cái bảng Excel giống như là thầy đang làm. Và các bạn đọc bên này có từ gì thì quăng hết qua đây. Ví dụ cửa hàng thời trang, chỗ này nguyên cái câu này bạn có dùng được danh từ nào không?
Có không? Nguyên câu đầu tiên có dùng được cái gì không? Từ nào? Có cái này chỉ là giới thiệu thôi. Nó giống như bài bất động sản hôm trước. Tức là nó nói là công ty ABC gì đó có nhu cầu viết một cái chương trình quản lý. Chưa có gì hết. Rồi, ok. Đến câu thứ hai. Mình lấy được từ gì? Ok. Mình lấy được từ hàng hóa. Cạnh tranh C. Cạnh tranh B qua đây. Rồi. Lấy được từ gì nữa? Lấy được từ thời trang. Thời trang nam tới ba chấm. Rồi cái này là gì ta? Rồi lấy qua nha, cứ lấy qua nha. Rồi gì nữa? À, như vậy chỗ này được phân phân loại, được phân loại, copy qua gì nữa, còn gì nữa không? À, mỗi mặt hàng chỉ thuộc về loại hàng và mỗi loại hàng. Vậy cái này tại sao thầy tô màu khác nhau? Chú ý nha. Như vậy cuối cùng cái câu này lấy hết trơn qua rồi. Rồi câu thứ hai, các thông tin của mặt hàng đúng không? Mặt hàng bao gồm gồm gì? À, hết luôn. Vậy thực chất chỗ này chúng ta tách cái thông tin này ra mới đúng, bởi vì nó có mã mặt hàng, tên mặt hàng, đơn vị tính, đơn giá. Cái này là nó thông tin chung 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 một đối tượng. Ok, mình để vậy cũng được. Rồi mỗi cửa hàng hả? Tím không thấy chữ hả? Hello, nghe bật bật điện lên không? Bật điện lên chụp em nó mới đẹp được. Là sống đứa lên hình ảnh đẹp lên. Hả? Mỗi cửa hàng rồi tương tự như vậy nha, các bạn phân tích hết dưới này ra. Rồi bây giờ mình sẽ gom nhóm nè. Ở trên này mình có thấy được bao nhiêu thực thể xuất hiện đây không? Hai thực thể. Thực thể là gì? Hàng, hàng hóa. Và một thực thể khác, à, phân loại. Trong thực thể hàng hóa có gì nào? Trước tiên là mã hàng hóa, cho đến tiếp theo tên hàng hóa, tiếp theo phân loại đúng không? Thì
mình tạo bên này trước. Phân loại nó có mã loại, rồi có tên loại. Thì chỗ này mã loại đó được không? Ít nhất là có hai thực thể mình đã nhìn thấy. Và chỗ này chúng ta sẽ có mã hàng hóa là mã phân loại là và chúng ta sẽ có một cái ủa vẽ cái đường chỗ nào tự nhiên quên rồi, shape đúng không? Ok, rồi. Và cái mối quan hệ này là chỗ nào đấy? Đây, mỗi mặt hàng chỉ thuộc về một loại hàng và mỗi loại hàng có nhiều mặt hàng khác nhau. Mỗi loại hàng có nhiều mặt hàng khác nhau. Vậy bên nào một, bên nào nhiều? Bên này một hay nhiều? Một. Bên này nhiều. Đó. Bên này là nhiều. Được chưa? Một mã loại thì có thể có nhiều hàng hóa khác nhau. Nhưng mà một loại hàng hóa thì chỉ có một mã loại thôi. Đó, thì ý người ta nói vậy. Như vậy thì các bạn có thể là phân tích các cái bảng khác làm tương tự như vậy. Sau khi chúng ta vẽ ra thì chúng ta lên ORD Plus để chúng ta vẽ lại. Và sau khi chúng ta vẽ hết tất cả các quan hệ thì lúc đó các bạn sẽ chuẩn hóa. Và khi các bạn làm cái phần này nó cũng tương tự như cái bài lớp 3 deadline là 25, thì thầy để cho các bạn cứ tự làm để thầy tìm được nhân tố tốt, đúng không? Rồi sau ngày 25 thầy sẽ hướng dẫn cụ thể chứ không phải hướng dẫn như vậy. Bây giờ thầy chỉ hướng dẫn cái hướng đi cho các bạn thôi. Đây là hướng đi, được không? Rồi sau ngày 25 thì chúng ta sẽ cầm tay chỉ việc nha. Như vậy cố gắng thể hiện mình trước ngày 25. Thank you.